Chào các bạn, hôm nay mình sẽ mở máy water, máy làm kem water để review cho các bạn. Đó là cái ưu điểm lớn nhất của máy này, đó là hệ khuôn có thể tháo rời ra và chúng ta vệ sinh rất là dễ dàng. Với dung tích là 1,5 lít thì cái hệ khuôn này chúng ta làm được một mẻ kem rất là lớn. Và theo nhà sản xuất thì kiến nghị chúng ta chỉ lên được khoảng dung tích khoảng 60% cái khuôn này thôi. Khi mà chúng ta đựng quá đầy dung dịch làm kem thì nó ảnh hưởng đến độ bền của máy. Và trước khi cho dung dịch vào đây, chúng ta có thể dùng khuấy bằng tay để cho dung dịch nó đều và hương vị gì chúng ta có thể chế. Ngoài ra shop tặng cho các bạn cái công thức chuẩn để làm một số các loại kem cơ bản thì các bạn sẽ thành công ngay từ lần làm đầu tiên. Về cơ bản, cái dòng máy này nó có ưu điểm đó là có độ lạnh rất là sâu, từ âm 18 đến âm 43 độ. Chúng ta có thể làm hai loại kem, đó là kem cứng và kem mềm. Khi mà chúng ta chọn lựa loại kem gì chúng ta muốn ăn thì chúng ta sẽ chọn lựa vào quy trình đó và chúng ta chỉ chọn lựa thời gian. Đây là lúc chọn lựa kem cứng hoặc là kem mềm bên tay trái của các bạn và chọn lựa thời gian lên xuống. Thông thường mỗi một mẻ kem chúng ta mất khoảng 45 đến 50 phút để hoàn thành một mẻ kem. Ngoài ra khi mua các bạn có thể được tặng kèm theo cái dụng cụ ướm nước kem như thế này. Và một cái phới nhựa để vét kem. Một cái cốc để đo cái tỷ lệ các cái dung dịch chúng ta làm. Ngoài ra bây giờ shop đang có cái chương trình khuyến mại cực kỳ hấp dẫn. Đó là khi các bạn mua máy làm kem này thì các bạn có thể được tặng ngay một cái máy này, máy làm ốc quế cùng bộ khuôn làm ốc quế của họ. Và cái máy làm ốc quế này là chỉ giá 480.000 rồi, cho nên các bạn hạ đơn sớm, chỉ kết thúc vào ngày cuối tuần này, cho nên các bạn tranh thủ hạ đơn. Và các bạn có nhu cầu về tư vấn các cái dòng máy làm kem từ chuyên nghiệp đến bán chuyên nghiệp thì các bạn có thể liên hệ số 0962 757 091. Xin cảm ơn và mình sẽ cho các bạn xem hết sau cùng. Thân máy rất là chắc chắn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi sản phẩm của shop.